xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị đã vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Qua phần 1, chúng tôi đã được nghe Hòa Thượng Thích Viên Lý giảng dạy về vị hương. Vậy thì thầy có thể giải thích cho chúng con hiểu được là vị xúc ở đây là nó như thế nào, thưa thầy? Cảm ơn cô Nhập Mộng Minh. Thưa quý vị, xúc ở đây tức là mình tiếp xúc. Chẳng hạn như bây giờ cái tay của mình rờ lên cái vách tường, thì mình biết cái vách tường này nó trơn hay nó nhám. Mình rờ lên một cái nồi hay là cái xô, cái chảo gì đó, mình biết cái chảo này bằng đồng nó lạnh, có thể là nó nóng do nó được đặt lên trên một cái lò sưởi, trên cái lò nấu. Mình rờ vào một cái gì đó thì mình biết nó ướt hay là nó khô, nó lạnh hay nó nóng, nó cứng hay là nó mềm, vân vân. Mình vừa vào một cái loại vải gì đó, mình thấy là vải này nó một cái loại tơ lụa, thành nó rất là mịn chẳng hạn. Thì cái sự tiếp xúc của chúng ta đối với những cái đối tượng mà chúng tôi vừa trình bày đó, nó làm cho chúng ta có thể sanh ra cái tâm đắm đuối. Do cái sự đắm đuối ưa thích cho nên mình bị ràng buộc. Từ cái sự ràng buộc vướng mắc, nó đưa dẫn chúng ta đến một cái tâm trạng khổ đau. Mình thích một cái gì đó mà bị chia lìa, tất nhiên là mình không tránh được những cái cảm xúc buồn, trống vắng, hụt hẫn. Đó là những cái dấu hiệu của đau khổ tùy theo cái mức độ mà cơ thể mình phải đối diện với một cái tình trạng đau khổ rất là lớn, bế tắc, mà làm cho mình thất vọng, làm cho mình phải chán nản, đi đến một cái tâm trạng trầm cảm chẳng hạn. Cũng có thể nó đưa đến một cái cảm xúc rất là lạ, đó là phẫn nộ, tự ái, thù hận, căng thẳng, khó chịu. Tất cả những cái đó nó đều đưa dẫn đến một cái hậu quả là khổ đó. Cho nên Đức Phật hiểu được tất cả những cái đối tượng mà do sáu căn tiếp xúc trong đời sống hàng ngày, Ngài vượt lên trên tất cả, sống trong giải thoát, trong an lạc, hoàn toàn chủ động cái tâm của mình, hoàn toàn tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cho nên người học Phật là học cái cách để chủ động. Trước hết là làm sao mà mình làm chủ lấy cái tâm mình, bởi vì tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết vì tâm tạo, như là kinh Hoa Nghiêm đã khai thị. Nếu mà mình làm chủ được tâm của mình có khả năng làm chủ được tất cả. Những ai mà có khả năng làm chủ được chính mình, người đó là một nhà lãnh đạo lớn. Bởi vì bản thân mình mà mình không làm chủ được, làm sao mình làm chủ, mình điều động được ai? Cho nên cái người lãnh đạo lớn, có khả năng lãnh đạo lớn, là cái người mà không có vụt chạc, không có hấp tấp, không có bồng bột, không có sống bằng cái bản năng, bằng cái cảm tính, mà ngược lại có khả năng chế ngự, có khả năng điều phục, để giúp làm sao lúc nào tâm thức của mình cũng trong sáng, cũng tự tại, cũng tỉnh thức, cũng an lạc. Bởi vì đó là những cái yếu tố rất là quan trọng của một nhà lãnh đạo, dù lãnh đạo một cái cơ sở nhỏ hay là lãnh đạo một cái nguồn máy của quốc gia, của quốc tế. Tất cả những cái yếu tố mà như chúng tôi vừa trình bày, nó cho thấy được cái khả năng lãnh đạo của một cái người nào đó. Cho nên chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật dạy ngày hôm nay, những cái sách vở Học Làm Người vân vân, nó đều đi sâu rất là nhiều. Chẳng hạn như những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh Hiền Nhân, nó cho thấy cái đạo phong trác việt của những cái vị tăng sĩ như thế nào. Nó cho thấy được cái tư cách, cái khả năng lãnh đạo của những cái nhà lãnh đạo lớn, từ một cái tổ chức rất là nhỏ cho đến một cái phạm vi rất là rộng như là Liên Hợp Quốc v.v. Nó cũng đòi hỏi những cái
tâm thức những cái yếu tố rất rất là quan yếu. Nếu mà chúng ta không tham đắm bởi những cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc này, thì thưa quý vị, mình không có bị vướng vào những cái tệ trạng như là tham nhũng, tham quyền, vân vân, những cái tham ô, những cái thế này thế nọ, mình không còn nữa. Mà khi cái lòng tham nó không còn nữa thì mình không có dễ để mà phẫn nộ, bực tức, nghĩa là sống một cách rất là cẩu thả, rất là buông thả, không có cái tư cách, không có một cái phẩm chất đạo đức. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên Đức Như Lai đoạn trừ tất cả những cái sự thu chấp đối với cái sự tiếp xúc, dù đó là cái đối tượng này hay là đối tượng khác. Hai cô có những cái ý kiến hay là có những cái câu hỏi, có những cái chia sẻ gì thì xin mời. Dạ, bạch thầy, Nhật Bảo Minh thấy là có một cái ví dụ này rất là thực tế, nhất là cho phái nữ á, là thí dụ mình đi vô một cái tiệm áo quần nào đó và mình thấy một cái áo nào đó mà mình rờ vô cái vải đó, tự nhiên mình kết với cái áo đó ngay lập tức, vẫn dự nguyện rồi ngay lập khi đó là mình bắt đầu suy nghĩ là mình muốn cái áo này là thành của mình, là mình bắt đầu nổi cái tham, cái tham, cái tôi, và cái đó là của mình, cái này là của mình á. Là ví dụ như vậy là Nhật Bảo Minh thấy là rất dễ để hiểu. Câu đó cũng là một cái vị xúc phải không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Nó không quan trọng. Dạ thưa thầy, vậy thì ngoài vị sắc, vị thanh, vị hương, vị vị và vị xúc thì vị cuối cùng mà Đức Như Lai nói rằng ngài còn thiếu là gì ạ? Cảm ơn cô Diệu Nguyên. Tức là cái mà nó trống vánh, thiếu ở đây không phải là vị hụt hẫng, mà chữ thiếu ở đây tức là nó hoàn toàn không có mặt, nó trống vánh, nó không có cái khả năng để mà hiện hữu ở trong tâm thức của Đức Như Lai. Thì cái cuối cùng là gì? Là pháp. Pháp ở đây á, nếu mà mình cách nghĩa thì nó nhiều lắm. Rất rất là nhiều. Chúng ta có đủ thời giờ không để mà pháp ở đây tức là, nếu mà tiếng Sanskrit gọi là Dharma, mà tiếng Pali gọi là Dhamma, và chữ Hán gọi là pháp. Pháp ở đây tức là một cái vật thể nào đó nó có khả năng nó duy trì cái tự tánh của nó. Khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta biết nó là cái gì, nhậm trì tự tánh, quỷ sinh, vật dài, định nghĩa như vậy. Cái đó là pháp. Pháp ở đây tức là cái đối tượng của ý thức, tức là cái object of mind. Mà pháp cũng gọi là giáo pháp, pháp cũng gọi là những cái hiện tượng, những cái sự hiện hữu. Pháp là một cái pháp tắc, một cái quy tắc, về một cái nguyên tắc, vân vân. Nói chung chữ pháp này nó được hiểu rất nhiều cái ý nghĩa, rất là rộng, rất là rộng. Vì khi mà có thời giờ đó thì chúng tôi sẽ nói một cách rất rất là chi tiết về cái nghĩa của chữ pháp. Thì thưa quý vị đó, Đức Phật trong tâm của ngài trống vánh tất cả những cái gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái đối tượng của sáu trần, sáu căn, cái đó gọi là sáu trần. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là sáu trần, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Thì Đức Như Lai đã nhổ sạch cái gốc rễ của các hương vị đó, tức là của sáu trần. Ngài không bị nó chi phối, không bị nó ảnh hưởng. Chúng ta thấy rằng các cái mối quan hệ xã hội, dù là ở Đông hay Tây, họ được xây dựng trên những cái nền tảng của những cái đối tượng mà do sáu căn tiếp xúc hàng ngày. Nhưng mà đi sâu vào bản chất thì chúng ta thấy là nó là gì? Nó là hoàn toàn vô ngã. Nhưng mà tại sao chúng ta để cho cái vô ngã nó có khả năng ảnh hưởng, chi phối
sai sử đời sống của mình để làm cho mình phải trở thành là cái nạn nhân của nó, là bởi vì mình cũng có khả năng quán chiếu để nhận ra được cái tự tính của các pháp, mình không thấy được cái bản chất của muôn sự muôn vật, không thấy được cái sự giả hiện không thật của nó. Do vậy mình tìm đủ mọi cách để mình bám víu vào, mà càng bám víu thì càng bị hụt hẫng. Chính cái tâm trạng hụt hẫng mất mát nó đã tạo ra vô số những cái khổ nạn. Nói chung đó, dù là được hay mất, tất cả những cái đó chỉ là những cái ảo tưởng, tất cả những cái ý niệm phân biệt nó hình thành ra những cái này cái khác. Cho nên là một bậc trí, nhất là sống trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải vượt lên trên, chúng ta phải nhổ sạch cái gốc rễ của những cái điều mà chúng tôi vừa thưa, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, để sống một đời sống thật sự giải thoát và an lạc như là Đức Phật đã sống. Thưa quý vị, những lời giảng của Thầy về nội dung đầu tiên của kênh Chủ Trương cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa Diệu Pháp hoặc Chùa Điều Ngự với số điện thoại hiện trên màn hình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xây tương thân tình.